5 loại thực phẩm giàu protein dành cho người ăn chay. Protein còn gọi là chất đạm, là phần quan trọng nhất trong bữa ăn của chúng ta vì nó cung cấp cho cơ bắp, tế bào và các mô quan trọng khác các yếu tố tăng trưởng cần thiết để giữ cho chúng khỏe mạnh và hoạt động bình thường. Khi chúng ta tiêu thụ ít lượng protein cần thiết để duy trì hàng ngày, chúng ta có thể mất sức mạnh cơ bắp và khối lượng cơ bắp và trở nên yếu hơn. Nếu bạn cảm thấy yếu hoặc mệt mỏi thường xuyên, hoặc nếu bạn thấy mình đói ngay sau khi ăn một bữa ăn, đó có thể là những dấu hiệu cho thấy bạn không ăn đủ protein. Dưới đây là 5 loại thực phẩm như vậy có thể cung cấp đủ protein cho bạn trong ngày. 1. Lá cỏ cà ri. Có một số loại rau được coi là giàu vitamin và khoáng chất, với một số lượng nhỏ carbon hydrate và protein. Tuy nhiên, một số loại rau xanh như lá cỏ cà ri lại chứa nhiều protein. Chỉ trong 100g lá cỏ cà ri có tới 25g protein và khi nấu với các loại rau chứa nhiều protein như rau bina và khoai lang, nó có thể làm tăng lượng protein hàng ngày của bạn. 2. Hạt quinoa. Được nhiều người biết đến như một loại siêu thực phẩm, hạt quinoa, còn gọi là hạt diêm mạch, đang dần trở nên nổi tiếng như một loại thực phẩm lành mạnh nhất giàu protein và ít chất béo. Một cốc rưỡi quinoa nấu chín chứa 13g protein và rất tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường vì nó có chỉ số đường huyết thấp. Quinoa cũng rất giàu chất xơ, có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu. 3. Hạt sẻ cười. Nếu bạn yêu thích các loại hạt, thì tin tốt cho bạn là một cốc hạt sẻ cười rang khô chứa khoảng 26g protein. Loại hạt này có hàm lượng calo thấp và là một bữa ăn nhẹ lành mạnh trong ngày. Nó cũng giàu chất xơ, chất béo không bão hòa và khoáng chất, có thể giúp giảm cân và thúc đẩy vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. 4. Paneer. Paneer còn được gọi là phô mai tươi Ấn Độ, là một loại phô mai tươi dạng axit được làm từ sữa bò hoặc trâu. Những người không thể ăn thịt gà có thể thử paneer trong chế độ ăn uống của họ vì có khoảng 19g protein chỉ trong 100g phô mai. Nó là một phần quan trọng của ẩm thực Ấn Độ, chứa nhiều chất dinh dưỡng và khoáng chất để mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn. 5. Đậu nành. Đậu nành còn được gọi là thịt không xương vì giàu protein. Nó là một nguồn cung cấp protein và vitamin C tuyệt vời với rất ít chất béo và hoàn toàn không có cholesterol. Nó có sẵn ở nhiều dạng khác nhau như sữa chua đậu nành, sữa đậu nành rang và chứa 38g protein trên 100g. Đậu nành là một sự thay thế cho những người ăn chay và những người không dung nạp lạc tô.